bệnh mất ngủ là gì, nguyên nhân gây bệnh do đâu, có những phương pháp điều trị và phòng ngừa bệnh mất ngủ như thế nào? Hôm nay chúng ta cùng lắng nghe bác sĩ Nguyễn Lệ Quyên, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc Dân tộc cùng trao đổi về vấn đề này. Xin chào bác sĩ Nguyễn Lệ Quyên ạ. Vâng, xin chào bạn, chào quý khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, được biết hiện tại thì bệnh mất ngủ khá là phổ biến trong xã hội hiện đại và bệnh gây ra khá nhiều những cái phiền toái ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin bác sĩ giải đáp là bệnh mất ngủ là gì và tình trạng bệnh mất ngủ hiện nay ở Việt Nam như thế nào? Vâng, mất ngủ hay là một tình trạng gọi là rối loạn về giấc ngủ, có thể là người bệnh ngủ không đủ giấc, khó vào giấc, trằn trọc và tỉnh lại ban đêm, khó ngủ lại. Và có thể ở một số trường hợp là ngủ sau một tỉnh dậy rất là sớm, khoảng tầm 3-4 giờ sáng, sau đó thì không ngủ lại được nữa. Và như vậy thì giấc ngủ rất là quan trọng đối với cơ thể của chúng ta. Và khi mất ngủ như thế thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều cái phiền toái, nó ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của chúng ta. Và cái tình trạng mất ngủ hiện nay thì nó lại diễn ra là khá phổ biến. Và theo xu hướng chung thì là mất ngủ chia thành hai nhóm đối tượng. Đối tượng là nhóm thứ nhất là với những người trẻ tuổi hiện nay mất rất là nhiều. Theo một con số thống kê không cụ thể thì có thể là cái tỷ lệ là những người từ 25 đến 30 tuổi, từ 18 đến 30 tuổi chiếm đến 25% trong tổng số những người bị mất ngủ. Như vậy là chúng ta thấy là với cái xã hội hiện nay thì do tính chất đặc thù của cái lao động học tập mà có nhiều cái áp lực quá, cho nên là dẫn đến là cái hiện tượng là trẻ hóa, tình trạng bị mất ngủ. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân gây ra tình trạng mất ngủ là gì và những đối tượng nào thì dễ mắc phải bệnh mất ngủ ạ? Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng mất ngủ, nhưng chúng ta hay gặp ở những cái nhóm đối tượng chính đấy là đối với những người trẻ tuổi hoặc là trong cái độ tuổi trung niên. Với cái nhóm đối tượng này thì nguyên nhân chủ yếu là do về áp lực trong học tập, trong cuộc sống, trong làm việc rất là căng thẳng, hay gặp những cái stress, đấy là một trong những nguyên nhân chính nhất. Và cái thứ hai nữa là có thể do là làm việc trong cái môi trường như vậy và cái giải trí của người ta là bị sử dụng nhiều về điện thoại, về TV, về các cái phương tiện mà hiện đại hiện nay, dẫn đến cái tình trạng rối loạn về giấc ngủ. Và cái thứ ba nữa là có thể là sử dụng các cái chất kích thích. Đây là những người trẻ có thể sử dụng rượu bia rất là nhiều, và như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến cái giấc ngủ. Còn cái nhóm đối tượng thứ hai mà hay gặp nhất đấy là nhóm đối tượng là những người cao tuổi. Theo thống kê thì những người từ 60 tuổi trở lên có thể mắc trung bình 3 bệnh, còn đối với những người trên 80 tuổi có thể mắc trung bình 7 bệnh. Và như thế thì với cái con số như vậy thì những cái bệnh lý ảnh hưởng kèm theo đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của người già. Cái thứ hai nữa là đối với người già thì do cái cơ thể người ta có hiện tượng là lão hóa, thoái hóa. Ở đây thoái hóa có thể gặp rất nhiều, ví dụ như là điển hình là thoái hóa về cái não. Đối với bình thường là từ 25 tuổi trở lên thì mỗi ngày chúng ta đã mất đi 2.000 neuron bị não bị thoái hóa. Và tình trạng thoái hóa như vậy thì nó dẫn đến là giảm cái khả năng trí nhớ, sa sút trí nhớ, thì dẫn đến cái tình trạng là rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra những cái bệnh lý mà hay ảnh hưởng đến cái tuổi già đấy là có thể là đến thoái hóa về xương khớp, hoặc những người mắc bệnh về tim mạch, bệnh thận, bệnh dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa. Nói chung là rất nhiều mà bệnh là có thể gây nên cái rối loạn giấc ngủ. Và cái thứ ba nữa là có thể gặp ở trong nhóm nguyên nhân là những người bị mắc bệnh trầm cảm, đấy cũng là một cái nhóm mà gây mất ngủ rất là cao. Rồi còn những trường hợp mà có thể do môi trường sống, do thay đổi về cái môi trường làm việc, hoặc là di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia, hoặc là thay đổi múi giờ, tất cả những cái đấy đều có thể ảnh hưởng đến rối loạn giấc ngủ. Vâng, thưa bác sĩ, mất ngủ có thể là gây ra rất nhiều những cái phiền toái trong cuộc sống hàng ngày. Vậy còn về lâu dài thì không biết là bệnh mất ngủ có còn gây ra những cái biến chứng nào nghiêm trọng cho sức khỏe không ạ? Vâng, như chúng ta đã biết là khoa học đã chứng minh là giấc ngủ giúp chúng ta phục hồi cả về não bộ, về trí nhớ, rồi là sau một ngày làm việc hay là học tập căng thẳng thì để khôi phục lại cái năng lượng ngày đấy thì chúng ta phải có một giấc ngủ tốt, một giấc ngủ đảm bảo cả
về chất và lượng. Ở đây nếu như mà chúng ta ngủ ngon, ngủ giấc thì hôm sau chúng ta sẽ cảm thấy là tinh thần sảng khoái, tràn đầy năng lực và có một ngày làm việc rất là tốt. Thế còn đối với trường hợp mà mất ngủ thì sẽ gây cho chúng ta là cảm giác uể oải, mệt mỏi và làm việc mất tập trung. Và như vậy rõ ràng là ảnh hưởng rất là nhiều đến cái chất lượng cuộc sống. Ngoài ra nếu như mà mất ngủ chỉ kéo dài 1-2 ngày thôi thì chúng ta đã có thể phải mất đến vài ngày hoặc là cả tuần để hồi phục lại cái sức khỏe. Thì có những trường hợp là mất ngủ rất là lâu, nó kéo dài có thể là vài ngày, vài tháng hoặc thậm chí là có những bệnh nhân mất ngủ rất là nhiều năm. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên là có thể nó gây ra cái tình trạng là thoái hóa về não, nó làm suy giảm trí nhớ, sa sút về mặt trí tuệ. Và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cuộc sống. Cái thứ hai nữa là nó có thể gây một số cái bệnh mãn tính như là bệnh tim mạch hay là bệnh tăng huyết áp hoặc là đột quỵ, bệnh tiểu đường cũng do cái rối loạn giấc ngủ gây ra. Ngoài ra thì mất ngủ nó còn gây ảnh hưởng đến tâm lý, cho nên là mỗi người chúng ta nếu như trong trường hợp mất ngủ kéo dài có thể làm cho mình cáu gắt, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Nó còn làm cho cái thoái hóa tuổi tác về não bộ, nói chung là nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cuộc sống của chúng ta. Vâng, thưa bác sĩ, hiện tại thì có một cái phương pháp rất là đơn giản để điều trị bệnh mất ngủ, đó là mọi người hay mua thuốc ngủ để uống, bởi vì thuốc ngủ thì cũng được bán khá rộng rãi tại các hiệu thuốc. Nhưng thưa, có một ý kiến lại cho rằng là nếu mà lạm dụng thuốc ngủ thường xuyên thì cũng không tốt vì ảnh hưởng tới sức khỏe. Xin bác sĩ có thể giải thích thêm về vấn đề này được không ạ? Đối với cái tình trạng mất ngủ thì có một số người cũng nói chung là sử dụng khá là tràn lan. Ví dụ như cứ thấy mình không ngủ được có thể ra hiệu thuốc để mua thuốc để ngủ. Thì thuốc ngủ thì thực chất là nó làm ức chế cái thần kinh, có thể gây ức chế hô hấp. Thế cho nên là đối với một số trường hợp thì nó giúp chúng ta chìm vào cái giấc ngủ rất là nhanh. Thế nhưng nếu như mà sử dụng lâu dài thì cái này lại có nhiều cái tác dụng phụ. Ví dụ như tôi đã từng gặp là nhiều người sử dụng cái thuốc ngủ trong một thời gian dài thì hầu như là lúc đầu thì có thể có tác dụng nhưng mà sau đấy thì không còn tác dụng nữa, nó gây cái tình trạng nghiền thuốc. Thì sau đó là bệnh nhân sẽ dẫn đến là tăng liều hoặc là có thể phải thay đổi các loại thuốc khác. Như vậy rõ ràng là sử dụng những cái thuốc đấy thì nó sẽ làm cho chúng ta là có tình trạng lệ thuộc vào thuốc, và nếu như mà cứ sử dụng mãi như vậy thì sau này nó còn không có tác dụng nữa. Đấy, cho nên là một số nên đến khám và điều trị thì đều nói là tôi cũng có sử dụng thuốc ngủ rồi nhưng bây giờ hầu như là cũng không còn hiệu quả. Nếu như mà sử dụng nhiều thì nó sẽ làm cho chúng ta có thể là ảnh hưởng đến cái chức năng hô hấp, gây các cái bệnh lý về tim mạch hoặc là một số bệnh lý khác. Nói chung là khi mà bị mất ngủ thì chúng ta chưa nên sử dụng các cái thuốc an thần ngay, mà đầu tiên là các bạn nên sử dụng các cái phương pháp đơn giản thôi, ví dụ như là các cái phương pháp không dùng thuốc, rồi có thể sử dụng tìm đến những cái phương pháp sử dụng thuốc đông y cho nó lành tính. Trong trường hợp mà có những bệnh lý kèm theo hoặc bệnh lý liên quan đến thần kinh thì lúc bây giờ chúng ta cần một cái khám chuyên khoa về thần kinh để chúng ta có một cái pháp đồ điều trị chính xác, chứ không nên tự ý mua các cái thuốc ngủ hay thuốc an thần. Vậy thì những cái mẹo dân gian chữa mất ngủ thì sao ạ? Tiêu biểu như là cách sử dụng hoa tam thất chẳng hạn. Hiện nay thì có rất nhiều người nói đến hoa tam thất để chữa mất ngủ và sử dụng nó, thì không biết là thực tế hiệu quả của tam thất hoặc của hoa tam thất trong điều trị bệnh mất ngủ như thế nào, và nếu dùng lâu dài thì có tốt không ạ? Hoa tam thất thì một là có thể là chúng ta sắc uống hoặc là sử dụng dưới dạng chè, dưới dạng pha trà. Thế hoa tam thất thì từ trước đến nay mọi người cũng được biết đến là nó có công dụng là bồi bổ sức khỏe, và trong đó thì nó có cái hợp chất là saponoid gần giống với tác dụng của nhân sâm. Nó có tác dụng là tăng cường cái hệ miễn dịch, tăng cường hệ nội tiết và cái trao đổi chất trong cơ thể. Nó giúp chúng ta có thể đưa về cái giấc ngủ sinh lý. Ngoài ra thì trong hoa tam thất nó còn có cái tác dụng là giảm mỡ máu,
nó có tác dụng hạ cholesterol rất là tốt, và nó là một vị thuốc là bồi bổ trong những trường hợp mà suy nhược cấp thể, suy nhược cơ thể. Và đối với những trường hợp mất ngủ thì rất là dễ bị kèm theo cái suy nhược cơ thể đấy, thì có thể là sử dụng hoa tam thất. Thế nhưng mà không phải trường hợp nào sử dụng hoa tam thất cũng có tác dụng. Đối với những trường hợp mà mới mất ngủ ít, mà mất ngủ đơn thuần thôi thì người ta có thể sử dụng cái đó. Nhưng mà với những trường hợp đã mất ngủ lâu năm hoặc là có những cái bệnh khác kèm theo thì có thể chúng ta phải sử dụng đến những bài thuốc chuyên biệt để điều trị riêng về mất ngủ. Thưa bác sĩ, vậy thì cách nào chữa mất ngủ tốt nhất ạ? Để chữa mất ngủ, trước tiên chúng ta rèn luyện một cái thói quen cho cái nếp sinh hoạt là chúng ta nên đi ngủ đúng giờ và tắt hết các cái thiết bị ánh sáng hoặc là tivi hoặc là cái thiết bị điện tử máy tính. Cái thứ hai nữa là trước khi đi ngủ thì các bạn có thể sử dụng những cái phương pháp đơn giản để cho nó dễ vào giấc ngủ, ví dụ như là ngâm chân hoặc là tập luyện thể dục nhẹ nhàng hoặc là đi bộ. Theo thống kê là đi bộ trước khi đi ngủ cũng rất là tốt, nó giúp cho người bệnh dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Và có thể là trong trường hợp mà chúng ta làm các cái phương pháp đó không có hiệu quả thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến những bài thuốc. Đối với đông y, quan niệm mất ngủ là do nằm trong chứng bất mị hay là thất miên. Cái này là do tình trí uất ức, tâm tỳ hư, âm dương không điều hòa, khí huyết thì kém, nó dẫn đến cái tình trạng là huyết không đủ nuôi dưỡng, làm cho cả máu não kém, máu lên não kém thì dẫn đến cái tình trạng là rối loạn về mất giấc ngủ. Thế thì để điều trị ở đây, người ta phải điều trị vào căn nguyên sinh bệnh. Đó là phương pháp điều trị của đông y thì là kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần và bồi bổ khí huyết, là sinh huyết để cho cơ thể khi mà huyết tốt thì cũng có thể là đưa đến cái giấc ngủ tốt hơn. Phương pháp điều trị đông y thì lại có một cái ưu điểm là thứ nhất thì nó có thể là lành tính, chúng ta không bị tình trạng lệ thuộc vào thuốc. Thế nhưng bên cạnh đó thì đã sử dụng thuốc đông y thì phải sử dụng lâu dài, nó không thể có cái tác dụng nhanh ngay như là cái thuốc an thần của Tây y. Nhưng mà khi đã có tác dụng thì chúng ta không bị lệ thuộc vào thuốc. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng là bồi bổ sức khỏe, bồi bổ cơ thể. Bởi vì rất nhiều trường hợp mất ngủ thì chúng ta sẽ có kèm theo cái suy nhược cơ thể, cho nên là sử dụng thuốc đông y thì sẽ rất là hợp lý. Ngoài ra thì trong đông y thì không chỉ có thuốc mà chúng ta có thể sử dụng thêm các cái phương pháp điều trị khác, ví dụ như là phương pháp không dùng thuốc như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt. Những cái phương pháp này cũng rất là tốt trong và mang lại cái hiệu quả cao trong cái điều trị về rối loạn giấc ngủ. Thưa bác sĩ, tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc hiện tại đang có cái bài thuốc là định tâm an thần thang để chữa bệnh mất ngủ. Thì xin bác sĩ có thể nói rõ hơn về bài thuốc này và công dụng của bài thuốc này trong điều trị bệnh mất ngủ được không ạ? Vâng, bài thuốc định tâm an thần thang thì được Trung tâm Nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Bài thuốc có hơn 20 vị thuốc quý hiếm như là phục thần, táo nhân, viễn trí, bá tử nhân, dạ giao đẳng và gồm nhiều loại vị thuốc quý hiếm khác. Và để điều trị bệnh mất ngủ thì thường là các bác sĩ sẽ phải gia giảm thêm những cái vị thuốc mà phù hợp nhất với cái tình trạng của từng bệnh nhân. Với cái bài thuốc định tâm an thần thang thì trung tâm đã ứng dụng, đưa vào sử dụng rất là lâu, dựa trên những cái căn nguyên của từng bệnh nhân. Và tác dụng của bài thuốc là kiện tỳ, dưỡng tâm, an thần và bồi bổ sinh khí huyết, hòa vị ích trung. Bài thuốc có tác dụng chủ trị để điều trị về các bệnh như là rối loạn mất ngủ, suy nhược thần kinh, suy nhược cơ thể và tăng cường trí nhớ. Dạ vâng, thời gian điều trị bằng bài thuốc định tâm an thần thang này thì có lâu không thưa bác sĩ? Bởi vì chắc hẳn là những người bệnh nhân mất ngủ thì luôn mong muốn là họ có được một cái bài thuốc giúp họ có thể đi vào giấc ngủ nhanh nhất. Vâng, thực ra thì chúng ta cũng biết là đối với những trường hợp mà mất ngủ thì họ rất là lo lắng,
họ họ suy nghĩ, họ căng thẳng làm cho cái tình trạng mất ngủ nó càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Và đương nhiên thì họ có một cái mong muốn là phải sử dụng cái thuốc nào mà làm cho mình ngủ được ngay. Thế nhưng mà đối với thuốc đông y thì chúng ta phải kiên trì. Với cái có thể là những cái trường hợp mà nhẹ mới mất ngủ thôi thì có thể là dùng khoảng 3-4 ngày là thuốc đã có tác dụng rồi. Và chúng tôi cũng gặp rất là nhiều trường hợp các bạn trẻ khi mà đáp ứng thuốc tốt, dùng thuốc có thể tầm nửa tháng thôi các bạn đã có một giấc ngủ rất là tốt rồi. Thế còn đối với tùy từng trạng bệnh mất ngủ, có những người mất ngủ rất là lâu rồi thì khi đấy thì người ta có thể phải sử dụng từ 2 đến 3 tháng tùy cơ địa và tình trạng của từng bệnh nhân. Thế nhưng mà nói chung là đối với đông y thì chúng ta nên nhớ một điều là thuốc có tính an toàn và cái hiệu quả cũng tương đối là cao. Hơn nữa cái điều mà quan trọng nhất là nó không gây lệ thuộc vào thuốc. Thế cho nên là chúng ta có thể yên tâm tin tưởng và sử dụng. Ngoài điều trị bằng cái phương pháp dùng thuốc thì đối với trung tâm còn có một phương pháp là điều trị không dùng thuốc. Cái phương pháp này thì là điều trị cũng khá hiệu quả trong cái bệnh mà rối loạn giấc ngủ hay là suy nhược thần kinh. Chúng ta có thể kết hợp châm cứu, thủy châm hoặc là xoa bóp bấm huyệt. Nếu như trong trường hợp có điều kiện bệnh nhân kết hợp được cả hai phương pháp là phương pháp vật lý trị liệu không dùng thuốc và dùng với phương pháp là dùng cái bài thuốc định tâm an thần thang thì tôi nghĩ là cái hiệu quả đạt được sẽ cao hơn rất là nhiều. Quả thật là những cái thông tin hết sức hữu ích đối với bệnh nhân mất ngủ nói riêng và đối với cộng đồng nói chung. Hiện tại như phần đầu chúng ta cũng đã đề cập đó là bệnh mất ngủ thì ngày càng phổ biến. Vậy thì xin bác sĩ có thể chia sẻ là cho tất cả mọi người được biết làm cách nào để phòng ngừa bệnh mất ngủ được không ạ? Vâng, với cái tình trạng mất ngủ hiện nay thì chúng ta cũng nên là sớm có một cái cách để phòng bệnh cho bản thân mình hoặc là cho gia đình. Ví dụ như là các bạn nên rèn luyện một cái thói quen là đi ngủ đúng giờ. Tất nhiên là hiện nay thì do cái tính chất về công việc nhưng mà chúng ta cố gắng là đưa về nó về cái nhịp sinh học thông thường thì là ngủ đúng giờ này, và trước khi đi ngủ chúng ta không nên là xem những cái phim ảnh sách báo mà nó mang cái tính kích thích quá mạnh. Chúng ta cũng không nên ngủ nướng quá lâu vào buổi sáng ngày hôm sau. Hay là một số trường hợp có hiện tượng gọi là ngủ bù đấy thì thực ra cũng không nên như vậy. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể là nên tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn. Còn trong trường hợp chúng ta không tập thể dục được thì chúng ta nên đi bộ vào buổi tối. Có thể là tắm nước ấm này hoặc là uống một cốc sữa nóng trước khi đi ngủ, nó cũng có thể phòng tránh được các cái tình trạng mất ngủ. Ngoài ra còn có cái chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý. Ví dụ như các cái chất kích thích thì chúng ta phải tuyệt đối tránh. Và như là rượu bia, cà phê, thuốc lá hoặc là cà phê, nhất là cà phê. Với các bạn trẻ hiện nay thì cái tình trạng là sử dụng cà phê tương đối nhiều, nó làm kích thích não bộ. Cho nên là đối với những người mà đã chớm có cái hiện tượng mất ngủ thì chúng ta phải tránh xa những cái thực phẩm đó ra. Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung bằng cách là ăn một quả chuối tiêu sau khi ăn cơm thì chúng ta ăn tráng miệng. Bởi vì trong chuối nó có rất là nhiều thành phần magie, nó tốt cho cái tình trạng rối loạn về giấc ngủ. Ngoài ra thì các cái thực phẩm khác, ví dụ như là long nhãn hay là hạt sen hay là hạt hạnh nhân, những cái thực phẩm đó cũng rất là tốt cho giấc ngủ. Rồi chúng ta có thể tăng cường sử dụng thêm cái vitamin nhóm B để cho nó bổ về thần kinh. Một điều cơ bản nữa cuối cùng đó là đối với buổi tối chúng ta không nên ăn quá no hoặc là quá nhiều cái chất dầu mỡ khó tiêu. Bởi vì khi ăn no thì nó làm cho cái dạ dày phải làm việc rất là nhiều, nó dẫn đến kích thích cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Như vậy thì sẽ đi vào cái giấc ngủ nó khó khăn hơn. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa được lắng nghe những ý kiến tư vấn của từ bác sĩ Nguyễn Đệ Quyên về việc điều trị và phòng ngừa bệnh mất ngủ. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn duy trì được một giấc ngủ ngon hàng ngày và có một sức khỏe bền vững. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những chương trình sau.